Chào quý vị các bạn, trên hình các bạn thể thấy để chọn bộ linh kiện trên điện thoại Xiaomi Redmi 5 đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Đây là bảng main, pin, màn hình, bracket, vỏ máy, đó, camera, máy ảnh, nói chung tất cả linh kiện trên Xiaomi Redmi 5. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần cứng, phần mềm trên điện thoại Xiaomi Redmi 5, cần một địa chỉ thay mới, sửa, khắc phục có lỗi sự cố trên Xiaomi Redmi 5, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 75099. Di động cao cấp.vn có mọi loại linh kiện phụ quá trình thay mới sửa chữa các bạn khi cần. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ sửa chữa điện thoại Xiaomi Redmi 5, sửa khắc phục các lỗi sự cố trên điện thoại Xiaomi Redmi 5, quý các bạn vui lòng liên hệ 024 66 75099. Các lỗi phần cứng cơ bản trên Xiaomi Redmi 5 như hỏng màn hình, hỏng pin, vỏ máy, loa mic rung chuông, chân sạc, tất tật đều có linh kiện thay mới sửa chữa nhanh chính xác tại di động cao cấp.vn. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, tư vấn về dịch vụ sửa chữa Xiaomi Redmi 5, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 75099. Xin cảm ơn quý vị các bạn.